Ok rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang ở thành phố Đà Lạt còn ha. Thì ngày nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái điểm mà những bạn nào mà bạn trẻ mà đi phượt xa hoặc là muốn đi chơi mà cần có một cái chỗ nghỉ ngơi đẹp, thoải mái thì giá cũng tốt. Thì mình đang đứng trong khu viên của khu đây là homestay Home Đà Lạt. Thì các bạn biết là cái homestay là một cái hình thức nghỉ ngơi cũng rất là, gọi là mới với bạn trẻ hiện nay. Giờ thì mình sẽ vào trong xem thử coi là cái khu viên nó như thế nào ha. Đây là cái công viên của cái homestay Sweet Home, thì nằm ở cái đường là Huyền Trân Công Chúa. Rồi hiện tại là cái trong cái homestay này nó người ta vẫn còn đang làm, nên là mình thấy là nó vẫn có nhiều thứ nhưng mình bỏ qua quên ha. Đây là cái không gian chính của cái homestay, thì cái phòng mình đang ở trong. Thì mình cứ đi vào đó là cái khu này. Đây là cái nhà này, cái khu này là mình thấy là mình ấn tượng nhất, bởi vì là nó không chỉ là có cái màu hồng nam tính mà nó còn có cái không gian rất đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào trong đi. Đây. Rồi, thì cái nhà lớn này nó sẽ có tổng cộng là 3 phòng, thì trong đó cái phòng số 1 là cái phòng mình thấy là có nhiều giường nhất. Đây, mình sẽ có phòng 3 nè. Đây là phòng 2 người nè. Rồi, đây cũng phòng 2 người luôn. Đấy. Thì có cái phòng số 1 này là cái phòng nhiều người nhất. Thì bây giờ mình sẽ thử vào bên trong tham quan xem ha. Đây, mở ra thì mình thấy là trong cái không gian này á, thì đây là đầu tiên là cái phía dưới thì mình sẽ có là một cái phòng là giường đôi, và mình thấy là cái view nhìn ra ngoài đó là cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà không có dưới cái bát tô màu đỏ này nghĩ là còn đẹp nữa. Đấy, rồi thì đây là cái không gian nhà tắm, đây là cái toilet. Thì mình thấy là cái toilet này á, thì nó rất là dài, thì nó mà nghe chúng ta mình tắm mà nước là ok, không gì hết. Nhưng mà cái mình thích của cái phòng này á, đó chính là về cái cắt lửng. Đây, cắt lửng mình thấy là cái lửng này á, là chủ nhân đã thiết kế cái cắt lửng này là qua hai bên cho trắng một cái đường lỗ ha, và bạn có thể lên được một cách là ở dưới sẽ có bánh xe kéo ra như này đó. Như vậy là bạn có thể lên lầu. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu để xem coi là cái cắt lửng nó như thế nào. Để luôn đây, video luôn bằng ha, video luôn. Rồi, quay đi luôn, quay đi. Đây, thì đây mình thấy là đây là cái gác lửng của cái phòng số 1 của cái nhà màu hồng. Đây là cái tổng cộng là 1, 2, 3, 4 cái giường. Ấy, sợ là bằng 4 cái nệm là nằm được 2 người, là 2, 4, 6, 8. Thì thấy là nếu bạn đi tập thể khoảng chừng 10 người thì cái không gian này thật sự mà nói là đây là không gian rất là hợp lý, ấm cúng, bạn có thể gọi là lên tay. Mình thấy là cái không gian này á, là cái phần vị trí toilet á, nó sẽ cách biệt với lại cái không gian nghỉ ngơi của bạn, cho nên là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Bạn có thể đó, quá đẹp lên xem sơ. Thì đây là ban ngày, nếu mà ban đêm á, mình nghĩ là nó còn đẹp hơn nữa. Đây là cái cửa sổ mở ra ngoài. Đây, mở ra ngoài thì bạn thấy được cái không gian ở phía bên ngoài nó như thế này, rất là đẹp. Thì mình nhắc lại ha, đây là cái Sweet Home, thì nó nằm ở trên đường là Nguyễn Thị Công Chúa đó. Giá thì ok, thì anh phim đang cho bạn xem tất cả các vị trí của những cửa sổ bạn có thể ngắm vào ban đêm cũng như ban ngày. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống lại, thấy là có phần nắp che nè đó, để gọi là an toàn kín đáo. Rồi xong, bây giờ mình sẽ đi xuống lại, rồi mình sẽ cho bạn xem tiếp một số những không gian khác. Rồi, xuống luôn. Đấy. Rồi, anh phía xuống đây luôn. Quay xuyên xuống luôn ha. Mình sẽ quay xuyên xuống luôn, mình không đóng gần luôn ha. Cho nên là đây mình đeo điện thoại á, cho nên là sẽ có một số lượng rung, không cảm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đâu? Mình sẽ đi đâu mà? Anh quay phim ảnh hơi bị rối xíu rồi. Bây giờ mình sẽ đi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào một cái công viên nữa, đó chính là đây là phòng số 4. Thì phòng số 4 này là mình sẽ có tổng cộng là 2 cái giường đôi, đây là phòng 4 người, và đây là cái phòng mình. Mình thì đang hiện tại đang có vậy, đang có rất nhiều diễn viên cho nên là mình không có gọi xem được, còn sẽ qua đây. Ok ha. Thì tiếp theo mình sẽ cho bạn xem về cái công viên của cô Ngọc Thầy. Cái này là gì vậy? Đây ba chim. Dạ không có. Đây là cái phòng thang lên lầu nè. Bạn có thể gọi là vừa nghỉ ngơi bạn theo quán cà phê. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu luôn. Cô vẫn có phải kéo dài ra nhưng mà mình không cần. Đây, đây là cái khuôn viên của quán cà phê mà của cái homestay Sweet Home Đà Lạt. Bạn thấy là bên đây nó sẽ có cái giường, thì bạn có thể nằm được 2 người, ấu với mình được 2 người được. Rồi cái ha, thì bạn thấy là cái xe hướng ra ngoài, nó là rất là ok.
rồi có cả dàn loa âm thanh, rồi có cả laptop, có quạt máy cho bạn giải trí luôn. Nói chung là khá là tiện nghi đó. Rồi thì đó là về cái không gian cà phê. Bây giờ mình sẽ thử đi xuống dưới đây. Bây giờ anh Phim sẽ cho bạn xem một vòng cái view của quán cà phê. Bây giờ mình đi xuống dưới rồi ha, đi xuống cái khu bên dưới rồi ha. Đó rồi, cho em coi là còn một phần nữa nó ở đây. Mình thấy là cái nhà này nó rất là nhiều phòng cho bạn nó hồi lựa chọn. Rồi thì bên dưới này nó sẽ có thêm hai phòng nữa. Mình thấy là đây là cái phòng mình sẽ mở rồi xem thử đây. Đó là cái phòng nó sẽ là dành là phòng hai người. Thì ở đây mình sẽ để đồ và đây là cái toilet ha. Nhưng mà mình thích phòng kế bên thôi. Đây mời bạn đi qua xin ra ngoài ha. Phòng kế bên nó sẽ đẹp hơn. À thế này, đây là cái phòng kế bên. Bước vô đây, đây đây là kế bên. Mình thấy là cái không gian này á, thì mình thấy là nó kín hơn và nó ấm hơn khá là nhiều. Thì mình sẽ có cộng là hai cái vị trí nào là giường đôi này và trên này, đây nó sẽ làm đệm đó. Và cái phòng không gian trống ở đây á, thì bạn có thể gọi là để đồ nếu muốn. Và đây là cái toilet, thì toilet này cũng gọi là dài thôi, thấy là cũng rất là ok đó. Như thế này đủ để tắm rửa các loại xong. Thì đó là cái phần cái toilet rồi. Thì đó là một số những cái khu vực mà trong cái vị trí homestay Đà Lạt mở cái đường là Huỳnh Như Công Chúa. Thì nói chung là với những bạn trẻ và những ai bạn mà thích đi phượt xe máy hoặc là bạn cần một cái địa điểm hay nghỉ ngơi thì mình nghĩ cái khu vực này là rất là lý tưởng. Thì mình thấy là bên dưới cũng có một số những cái nơi như là bàn ghế nè. Thì tối á mình sẽ quay một cái buổi nữa là buổi tối để lên đèn thì coi xem thử coi cái khu này nó đẹp và nó sẽ lung linh như thế nào. Ok rồi, mình sẽ hẹn bạn buổi tối bạn ha. Chào các bạn.